Rồi rồi. Đúng. Rồi. Căng buồn không ấy, căng. Quay chưa đây? Căng chừng. Căng đánh. À, xin giới thiệu là Tuệ Đức. Đức này. Dập tới bơi luôn. Đá với Sơn bơi, Đạt này. Đâu, để họ tâm lý thoải mái. Đó, đó. Ui trời. Dập cái từ đâu? Dập luôn. Đó, có đội trưởng là đứng ra hướng dẫn ạ. Hay quá. Hay. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ui trời. Không. Ngoài. Tỷ số bây giờ là 1-4 này. Kèo là Đạt là chiều nay đưa về 1,5 triệu nè. Còn Tây Sơn là đưa về 200 nè. Ui, hút bạc này. Đạt chiều nay hút bạc. Cười. 1-4 này. Thấy Tuệ vít nè, đó, thấy chưa? Ui, trời. Xong. Xong. Cháy chứ. Xong. 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 3-1. Rồi. Xong. Còn. Caramel à, caramel. 3-1, 3-1. 2-4, tỷ số là 2-4 ạ. Rồi được rồi. Tỷ số 2-4 này. Hiện là giờ thầy Tuệ muốn là gỡ lại nè, nhưng mà phụ thuộc vào thầy Đức. Đạt. Đó, thầy Tuệ muốn gỡ lại phụ thuộc thầy Đức. Quá này. Quá có được. 3-4. Gần đều, gần đều. Gần đều. 3-4. Đặt đùi vai. Đùi vai thích. Đánh như này á. Đều vào đây, chậm lại. Đánh chắc thì Tuệ thôi. Đi thế này, chậm lại. Được, đưa nhau qua cầu Bến Thủy này. Được. 2-1, kiểu gì chột què mà này. 3 chứ. 3-1. Đây. Đây. Đáng đá. Thôi dừng nhé. Dừng nhé. Chưa. Chưa. Quay hết trận luôn. Giữa. Đánh chắc thầy Tuệ. Đức chỉ sang an toàn thôi. Mai quay phát tư nữa. Đưa thôi, bóng một đánh. Điện thoại anh chết đây. Con, vậy thôi. Đưa. Yeah. Lúc điện thoại anh. Đạt chiều này gắng lấy thêm mấy chục nữa chứ phải đơn giản. Điện cho đưa xe trở về tiền về chứ Đạt không có người trở tiền về. Hòa chi bóng chắc. Cải kiệt đi. Cải cổng. Tốt. Bóng nữa chỉ cho họ cho đánh. Cho họ hú bóng sáng đánh đưa họ hú. Chứ có đánh dùng hú bóng sáng có sớm. Quá đi. Rồi. Họ quá tiếp. Mình tính cầm lại. Đặt vừa đỏ, chặt chúng ta thấy mất lưới. Thầy cầm cho em tí này, mở tay để đi.
Bên Sơn Đạt đã dừng lại rồi. Sau năm Trần Kèo hay cắn, cắn cả nào luôn. Quả vịt vào lưới, cá rô mắc lưới. Chứ cái kiệt đê quá như hú rồi nó có vào đây chứ cả. Rứa quá đây. Nếu đẹp còn nếu sai chầm lại không sao, chầm lại đánh cai vô tùy sáu sáu dừng sáu đấy bỏ trước quá rồi.